Kính chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế 24 giờ của kênh truyền hình Quốc Võ News hôm nay sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ sẽ ngồi tại một cái phong cảnh đặc biệt, tại một cái nơi mà toàn là sách không ạ quý vị, để mình nói chuyện về chuyện của xã hội, đặc biệt là có chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì thưa quý vị, trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những nguồn tin về chuyện của bóng với hằng Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng ta cũng đang chờ đợi pháp luật sẽ vào cuộc và cơ quan chức năng họ đã làm việc rất là cực lực quý vị bên phía của viện sát nhân thành phố Hồ Chí Minh họ đã trả hồ sơ lại bên phía của cơ quan sát điều tra để họ điều tra thêm về một số những cái cái vấn đề những góc khuất còn còn sót lại đây không chỉ rằng là một cái câu chuyện xã hội mà nó còn liên quan đến rất là nhiều những khía cạnh khác À, tuy nhiên thì uh, trong câu chuyện của Bộ trưởng Hằng á, thì thật sự chúng ta đang quan tâm về những cái vấn đề, những cái góc khuất xã hội, những cái mặt trái xã hội, về vấn đề của thần y rồi vấn đề của từ thiện rồi vân vân, nhiều thứ lắm. Hôm nay có những cái tờ báo họ đăng lên là vì sao vụ án Bộ trưởng Phương Hằng điều tra kéo dài? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng chia sẻ cái bài báo uh, chung với nhau trên một cái tờ báo gọi là Vietnamnet.vn đó quý vị đây thì có một bài viết như thế này quý vị nè. Cơ quan tố tụng muốn giải quyết dứt điểm toàn diện vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên tiến trình điều tra điều tra kéo dài. Vụ án vẫn đang làm rõ vai trò của một số người liên quan trong đó có tiến sĩ luật là Đặng Anh Quân. Đó. Như vậy thì đã có 3 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tính đến nay đã hơn 10 tháng qua thì kể từ khi mà bị khởi tố bắt tạm giam đó thì bà Nguyễn Phương Hằng à, là 52 tuổi tổng giám đốc công ty của phần Đại Nam à, Là trụ sở tại Bình Dương liên tục bị gia hạn tạm giam Nhằm bảo đảm cái quyết định tố tụng Dù bản thân bà Hằng cũng như gia đình của bà Hằng đó Có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn Thậm chí con trai bà Hằng đã đề nghị đặt tiền à, Tại ngoại đó là 10 tỷ đồng đó Để đảm bảo thay cho biện pháp tạm giam nhưng đều không được giải quyết Thì à, được biết đây là lần thứ ba rồi Viện Sát nhân thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ các tình tiết những người có liên quan. Và hai lần trước thì trả hồ sơ vào tháng 9 và tháng 11 năm 2022. Theo cái hồ sơ xuyên suốt trong cái quá trình bị khởi tố bắt tạm giam từ tháng 3/2022 tới bây giờ đó thì bà Nguyễn Phương Hằng đều thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. À. Thì Viện Sát nhân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ và có kết luận thêm về hành vi phạm pháp à, luật của bà Hằng xảy ra tại Bình Dương mà công ty công an tỉnh này đã điều tra và chuyển hồ sơ để giải quyết vụ việc. Cái lần trả hồ sơ lần thứ hai vào tháng 11 2022 thì viện sát nhân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị làm rõ về cái vai trò của những người có liên quan giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý MC và khách mời trong các buổi livestream. Sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Hằng gồm có là Lê Thị Thu Hà, tự là Hà Lê 31 tuổi là nhân viên, Huỳnh Công Tân 30 tuổi là trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam và Nguyễn Thị Mai Nghi 49 tuổi là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra kết luận đề nghị viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Hằng cùng 3 người trên về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức à, hợp pháp của tổ cá nhân trong kết luận điều tra lần 2 này đó thì cơ quan xét điều tra có đề cập đến hai khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng và là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cũng như là luật sư Nguyễn Đình Kim á nhưng mà xác định chưa có cơ sở xử lý hình sự à như thế cái lần trả hồ sơ nhất mới nhất là lần thứ ba đó quý vị thì viện kiểm sát nhân dân Chí Minh đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà cho rằng có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín và tổ chức danh dự nhân phẩm của người khác hồ sơ vụ án xác định đến nay đã xác định rõ những hành vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sự ảnh hưởng của bản thân chức năng của mạng xã hội trên internet cung cấp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người ba bị can là nhân viên trợ lý cũng đã thừa nhận vai trò giúp sức làm theo chỉ đạo của bà Hằng. Được biết thì trong vụ án này đó, phòng cảnh sát hình sự gọi tắt là BC02 phối hợp cùng phòng an ninh mạng là BA05 và các cơ quan liên quan vẫn đang điều tra xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội ăn theo để cung cấp những cái nội dung chưa được kiểm chứng trong đúng không đúng sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Diễn biến xuyên suốt trong vụ án Nguyễn Phương Hằng cho thấy cơ quan tố tụng mong muốn giải quyết dứt điểm toàn diện. Do đó, trong 3 lần trả hồ sơ của Viện xét nhân thành phố Chí Minh thì yêu cầu điều tra làm rõ về tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân, người có vai trò cố vấn pháp lý và có sự ảnh hưởng nhất định trong các buổi livestream của bà Hằng. Cơ quan xét điều tra xác định là ông Đặng Anh Quân tham gia trong 11 buổi livestream của bà Hằng trong giai đoạn từ tháng 10 2021 cho đến tháng 3 2022. Còn luật sư Đặng Nguyễn Đình Kim là khách mời trong 2 buổi livestream từ tháng 10 đến tháng 2 đến tháng 12 2022 nhằm làm rõ vai trò hành vi liên quan đến những phát ngôn của hai cá nhân trên có mặt trong các buổi livestream của bà Nguyễn Văn Hằng, được cơ quan sát điều tra chuyển thể thành văn bản để giám định. Nhiều nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim được cho là chưa đủ cơ sở để khẳng định có những nội dung xuyên tạc du khống uy xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân. Nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư vân vân nhưng có 23 trang tài liệu thể hiện phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà theo kết luận giám định thì có nội dung đưa thông tin xuyên tạc dư khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của người khác. Hơn nửa năm qua thì bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream làm dậy sóng mạng xã hội và đến nay đã hơn 10 tháng điều tra nhưng vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử được. Dư luận vẫn chờ một cái vụ án được giải quyết toàn diện đó là nội dung của bài báo được đăng trên cái tờ báo gọi là Việt Nam Net thưa quý vị. thì mà nói chút xíu về cái vấn đề của vai trò của ông Đặng Anh Quân là khách mời, không phải là đồng phạm mà chỉ là khách mời của à, bà Nguyễn Phương Hằng. thì trong những cái lần livestream đó chúng ta thấy rõ ràng, ràng, ràng rằng là ông Đặng Anh Quân này ông đưa ra những cái ý kiến cá nhân của mình theo quan điểm của pháp luật chứ không có hẳn là à, cổ suý cho những cái việc mà chửi bới gây xúc phạm nhân phẩm của người khác. Vì vậy cho nên là để nói ông luân này với một vai trò là đồng phạm thì chưa hẳn là chính xác ngoài ra thì bên phía của quan sát, sát điều tra họ cũng đã có những cái à, tiến trình điều tra rất là rõ và nói rằng là chưa có đủ cái căn cứ để chứng minh rằng ông luân này là phạm tội không có liên quan đến vấn đề của phạm tội hình sự quý vị nhưng mà bên phía của viện sát nhân dân họ đã à, trả hồ sơ lại như vậy chứng tỏ là những cái sự không, như là không có đồng quan điểm bất hợp tác giữa cái như là bên phía của cơ sát điều tra và bên phía của viện kiểm sát nhân dân thành phố chí minh vì vậy cho nên á cái cái vấn đề về điều tra là cái nhiệm vụ ha, và quyền hạn của cơ quan sát điều tra đó tuy nhiên thì họ đã có những cái chứng cứ và những cái bằng chứng và họ có những cái văn bản để đưa ra nói rằng là chưa đủ cơ sở chứng minh được là ông Luân ông quân này là phạm tội tuy nhiên thì vẫn bị trả hồ sơ lại quý vị đó thì chúng ta cứ chờ xem trong một cái quá trình sắp tới hy vọng rằng là sẽ là sớm à, sẽ có những cái việc à, giải quyết theo đúng cái văn bản và trình tự của pháp luật đó còn nói về cái vấn đề của um, vi phạm à, đối với bà Nguyễn Phật Hằng đối với những cái người khác mà vấn đề về là ba ba đó và là cái tội mà vu khống xuyên tạc mà lại người khác đó thì à, thật sự mà nói là cái như là trong đây cũng có nhiều tình tiết mà chúng ta đang quan tâm bởi vì là những cái người mà đối nghịch với bà Hằng cũng có rất là nhiều những lần đã lên mạng xã hội Facebook, YouTube cũng đã có những cái lời lẽ khiếp nhã và vu khống xuyên tạc không chỉ riêng cho bà Hằng mà còn là công ty Đại Nam nữa quý vị bởi vì cho nên là tức nước vỡ bờ mà nên là không có cái gì mà không có lửa mà không có khói hết cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là trong trường hợp này cần phải giải quyết cả hai bên cả hai phía thì mới hợp lòng dân nha quý vị nha dùng chúng ta là quốc võ và quý vị cũng đang chờ đợi xem một cái kết thúc có hậu và cái câu chuyện này cũng mong được giải quyết sớm càng sớm càng tốt để hợp với lòng dân đó là một trong những cái điều mà quốc võ mong muốn và và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quốc võ theo dõi một số những tin tức thương mại sau đây và xin chào tạm biệt quý vị thưa quý vị thì hiện tại bây giờ đó là có những cái đợt khuyến mãi rất đặc biệt trong tháng 2 này quý vị thì à, nếu quý vị nào đã thương ủng hộ quốc võ trong suốt thời gian qua được võ cũng xin cảm ơn rất nhiều và vì những cái lời comment và những cái lời review rất là tốt thì hiện tại bây giờ trong tháng 2 này có một cái đợt tri ân khách hàng bằng cách là quý vị nào mà order 3 hộp trà Asita 3 mỗi hộp giá 45 đô la thì quý vị sẽ được free một hộp nhỏ đây hộp nhỏ này quý vị hộp nhỏ này rất là đặc biệt luôn quý vị ha cái hộp nhỏ này cũng có 40 gói nhưng mà cái gói của nó nó bằng nửa của cái hộp lớn Vì vậy cho nên đây là một trong những cái đợt khuyến mại đặc, đặc biệt trong tháng 2 Nếu quý vị nào mua order 3 sản phẩm tức là 3 hộp trà lớn mỗi hộp giá là 45 đô la Thì quý vị sẽ được free một hộp trà nhỏ này Đặc biệt ngoài ra đó thì nếu quý vị nào mà order những cái bột dinh dưỡng Tại vì cái bột dinh dưỡng này là cái mặt hàng mới mà rất là giá trị Quý vị thấy cái hộp không? dày và giá trị thậm chí nếu quý vị nào mà uống hết những cái bột này trong đây thì quý vị có thể dùng cái, hộp này để đựng nữ trai cũng được quý vị đó mỗi hộp như vậy đó là có 60 gói trà bên trong 60 gói bột bên trong ha tùy vào cái trọng lượng cơ thể mà quý vị uống một hoặc là hai gói cho mỗi lần uống thì hiện tại giờ quốc võ đang bán với giá là 95 đô la cho một cái hộp này và được tặng miễn phí một hộp trà nhỏ như vậy một combo là 95 đô la quý vị ha. Rồi, đây là một trong những cái điều tuyệt vời mà trong tháng 2 chúng ta sẽ chia sẻ với nhau bằng cái đợt khuyến mãi tuyệt vời. Một lần nữa xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Nếu như quý vị nào muốn order sản phẩm thì quý vị hãy gọi về cuộc với số điện thoại là 7142479474 nha. Nhắc lại là 7142479474. Xin kính chào quý vị.